Ngày Kepa chuyển đến Real Madrid dưới dạng cho mượn từ Chelsea, người hâm mộ Real Madrid đã chờ đợi những pha bay lượn đẳng cấp của thủ môn người Tây Ban Nha, một trong những cái tên sáng giá nhất trong khung gỗ của La Roja thời điểm hiện tại. Thế nhưng, trái với dự đoán của người hâm mộ Real Madrid cũng như bóng đá châu Âu, Kepa không những không trở thành lựa chọn chính, mà ngược lại, anh còn chịu kiếp kép phụ cho một gã trai đến từ Đông Âu, năm nay mới chỉ 25 tuổi, tức nhỏ hơn thủ thành từng vô địch Europa League lẫn Champions League với Chelsea tới 4 tuổi. Gã trai tới từ Đông Âu nào lại có thể khiến Kepa, người từng giúp The Blues vô địch ở cả chiến dịch Europa League mùa giải 2018-2019? Có lẽ đó là câu hỏi mà nhiều người đã tự đặt ra cho bản thân. Câu trả lời cho câu hỏi này chính là Andriy Lunin, cái tên đã được huấn luyện viên Carlo Ancelotti trao suất đá chính ở khung gỗ Real Madrid mùa này. Một vinh dự mà hồi đầu mùa chẳng mấy ai tin rằng thủ thành người Ukraine sẽ nhận được. Vậy chúng ta biết gì về người đã gạt Kepa Arrizabalaga khỏi khung gỗ Real Madrid mùa này? Cầu thủ người Ukraine đã đạt được những cột mốc đáng nhớ nào ở mùa này? Liệu anh có thể trở thành tương lai của Real Madrid ở những mùa giải sau đó? Ngay sau đây sẽ là câu trả lời cho tất cả những thắc mắc kể trên trong mỗi chúng ta. Để tôi chia sẻ cho các bạn nghe một câu chuyện về thằng bé, để các bạn thấy rõ nó là người như thế nào. Chuyện là trong quãng thời gian mùa dịch, dù sống trong một căn hộ chỉ rộng tầm 45m2, mỗi ngày, thằng bé đều dọn dẹp hết nội thất trong phòng khách. Sau đó, trải mấy tấm đệm mà nó mua được ra rồi bắt đầu tập ngay trên đó. Sergio Segura, thời điểm đó đang là huấn luyện viên thủ môn của câu lạc bộ Real Oviedo, đã chia sẻ về tinh thần cầu tiến của cậu trò Andriy Lunin trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Ở thời điểm đó, Andriy Lunin vẫn chỉ là một cậu nhóc 21 tuổi đã được cho mượn ở câu lạc bộ Real Oviedo. Vì vậy, những ấn tượng mà cầu thủ người Ukraine để lại cho những người xung quanh anh ở thời điểm đó chỉ là một cậu nhóc ít nói, hiền lành với chiều cao lên tới 1m90. Thế nhưng chỉ sau một vài năm, cậu nhóc ít nói nhưng thân thiện ngày nào giờ đây đã trở thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất tại Real Madrid thời điểm hiện tại. Không chỉ để lại ấn tượng tốt với các nhân viên cũng như ban huấn luyện Real Oviedo, cầu thủ người Ukraine còn để lại ấn tượng tốt với người dân của thị trấn bé nhỏ Lugo de la Nera. Thị trấn có dân số vỏn vẹn 3.000 dân và cách trung tâm Oviedo tới gần 10 km. Một phần vì trong suốt quãng thời gian được cho mượn ở đội bóng tỉnh lẻ này, cầu thủ người Ukraine chưa bao giờ bộc lộ thái độ của một ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid. Có thể thấy rõ sự khiêm nhường và tinh thần cầu tiến của Andriy Lunin dù ở sân hay ở nhà qua những lời chia sẻ của ông thầy Segura. Cụ thể, huấn luyện viên thủ môn này chia sẻ: dù là ở trên sân tập hay ở cái phòng rộng gần 20m của nó, thằng bé luôn tập luyện, luôn dồn sức 100%. Nó chuyên nghiệp đến mức mang theo áo tập đeo thêm tạ, thậm chí nó còn đổ đầy thùng đá của nó nữa. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chuyển đến đội, nó chỉ yêu cầu chúng tôi một điều duy nhất, để nó tập thường xuyên. Kể từ khi gia nhập Real Madrid vào năm 2018, Andriy Lunin đã được đem cho mượn ở Leganés và Valladolid. Dù thi đấu ở bất cứ đội bóng nào, thủ môn người Ukraine cũng để lại một hình ảnh chung, đó là một thủ môn luôn tập luyện cho đến khi trời tối. Thậm chí, có lúc anh còn đột nhập vào sân tập để tập thêm, kể cả khi nơi đây đã đóng cửa. Dù vậy, những gì mà thủ môn người Ukraine nhận được chỉ là vài phút thi đấu ít ỏi. Tổng cộng, anh thi đấu được 7 trận cho Leganés và 2 trận cho Valladolid. Có lẽ vì vậy mà khi Oviedo nói với anh rằng mọi thứ sẽ rất khác nếu anh chuyển đến đây, thủ môn người Ukraine đã tỏ ra lưỡng lự. Dù vậy, anh vẫn quyết định gặp mặt giám đốc thể thao của câu lạc bộ này ở một nhà hàng tọa lạc ở hướng bắc thành phố này để trao đổi với câu lạc bộ tới từ vùng Asturias. Đúng với lời hứa của mình, Real Oviedo đã để cầu thủ người Ukraine thi đấu 20 trận ở Segunda Division mùa đó. Và cả 20 trận này đều là ra sân từ đầu. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 một lần nữa đã khiến bước phát triển của thủ môn người Ukraine bị khựng lại. Việc được thi đấu nhiều hơn thực sự là một bước tiến với cậu ta. Bởi lẽ, việc được thi đấu thường xuyên là một điều rất quan trọng với các thủ môn trong việc phát triển bản thân. Dù lúc mới đến, cậu ta còn ngại ngùng vì không nói được tiếng Tây Ban Nha nhiều, nhưng cậu ấy đã cho thấy sự hòa đồng của mình trong phòng thay đồ. Kể từ đó, tôi bắt đầu trao đổi nhiều hơn với cậu ấy bằng tiếng Anh. Đổi lại, cậu ấy thực hiện rất nhiều pha cứu thua xuất sắc ở mùa đó. Borja Sanchez, một đồng đội cũ của Lunin, đã chia sẻ như thế với truyền thông Tây Ban Nha về người đồng đội. Dù được thi đấu thường xuyên và thực hiện rất nhiều pha bắt bóng chính xác, nhưng ở những ngày đầu, Lunin cũng không được thi đấu nhiều. Cụ thể, anh chỉ ra sân 2 trận cho Real Oviedo. Thậm chí ở trận gặp Almeria, trận ra mắt đội bóng mới của thủ thành người Ukraine, anh còn mắc phải một sai lầm dẫn tới một bàn thua. Qua đó, khiến đội nhà thất trận trước đại diện của vùng Andalusia. Tuy nhiên, theo Segura, thay vì để sai lầm này ảnh hưởng lên tâm lý của mình, Lunin đã gạt phăng nó để phục hồi tâm lý thi đấu của mình. Một điều khiến huấn luyện viên thủ môn này nể phục cậu học trò trẻ người Ukraine. Cụ thể, ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn: điều tôi ấn tượng nhất về thằng bé đó là cái sự máu lạnh của nó, cùng với đó là khả năng giữ vững sự bình tĩnh của nó. Dù gặp phải một bàn thua ngớ ngẩn vì không hiểu ý hậu vệ Alejandro Arribas, thằng bé không để tâm lý bị ảnh hưởng, hoặc có lẽ nó không biểu lộ ra bên ngoài. Dù sao đi nữa, tôi vẫn có thể khẳng định rằng nó chịu sức ép rất tốt. Bên cạnh khả năng giữ vững sự bình tĩnh, Andriy Lunin còn khiến huấn luyện viên thủ môn của mình nể phục ở khả năng không chiến. Cụ thể, Segura chia sẻ: thằng bé thực sự là một thủ môn lý tưởng. Nó có chiều cao tốt, lại không chiến giỏi.
Tuy nhiên, cũng phải mất một thời gian để nó thích nghi vì nó chưa được thi đấu trong một quãng thời gian dài. Thế nhưng, khi nó đã bung hết sức, nó sẽ ngay lập tức trở nên hữu ích. Thực sự, tôi chưa từng có một thủ môn nào như nó. Mỗi khi vào sân, nó sẽ dồn mọi sự tập trung cho buổi tập, đồng thời cho chúng tôi biết rõ nguyện vọng của nó, đó là thi đấu, tập luyện, sau đó trở về Real Madrid. Sau 6 tháng thi đấu ở Oviedo, Lunin trở lại Real Madrid, nơi anh chỉ thi đấu đúng một trận, đó là trận thua 1-0 trước Alcoyano ở Copa del Rey. Sau một giải tiếp theo, Lunin được thi đấu 4 trận, trong đó có 2 trận ở La Liga và 2 trận ở Copa del Rey. Còn ở thời điểm hiện tại, anh là cái tên không thể bị thay thế trong khung gỗ Real Madrid, đặc biệt là ở quãng thời gian đầu năm này. Dù ở thời điểm hiện tại, thủ môn Courtois đang dần hồi phục chấn thương đầu gối mà thủ thành người Bỉ này mắc phải hồi đầu mùa, Lunin vẫn sẽ là sự lựa chọn chính của huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho đến khi mùa giải kết thúc. Khi nhắc đến bước đường từ gã vô danh tới người hùng của cậu học trò cũ, ông thầy Segura đã khẳng định rằng những gì mà Lunin nhận được ngày hôm nay không phải tự dưng mà có. Cụ thể, ông chia sẻ, không, chẳng phải tự dưng mà nó được trao suất đá chính. Thực sự, việc cạnh tranh với cái tên xuất sắc nhất trong đội chẳng dễ dàng gì. Đúng là Courtois đã gặp chấn thương, nhưng cũng cần phải nhớ rằng Real Madrid mùa giải này đã ký kết với Kepa. Vì vậy, thằng bé có rất ít thời gian để chứng minh bản thân. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nó đã chứng minh cho mọi người thấy thực tài của nó. Có thể nói, quyết định trở lại Real Madrid của thằng bé là một quyết định cực kỳ đúng đắn. Có thể thấy rõ khi Lunin được trao cơ hội, anh sẽ làm tốt như thế nào qua những con số mà thủ môn người Ukraine đạt được ở mùa giải này. Cụ thể, tính đến giai đoạn tháng 4 năm nay, thủ môn người Ukraine chỉ để lọt lưới 11 bàn ở La Liga, có được 10 trận giữ sạch lưới. Còn ở Champions League, con số này là 7 bàn để lọt lưới và 2 trận giữ sạch lưới. Không những thế, anh còn đóng góp cho hàng tiền đạo tổng cộng 623 đường chuyền. Trong số đó, Lunin đã hoàn thành được 541 đường chuyền với tỷ lệ hoàn thành thành công lên tới 86,8% ở mùa này. Nhưng con số ít ai ngờ rằng thuộc về một thủ môn cách đó 3 năm vẫn còn là một cái tên dự bị ở đội chủ sân Santiago Bernabeu. Cuối buổi phỏng vấn với trang ESPN, ông thầy Segura đã bày tỏ sự hài lòng của mình với Sid Lower khi chứng kiến đã thăng tiến của cậu học trò cũ. Cụ thể, ông chia sẻ với Sid Lower như một lời chia tay. Thực sự tuyệt vời cho thằng bé, thậm chí có thể coi đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của nó. Cũng cần phải nói thêm rằng, thằng bé đã được những điều trên vì nó biết kiên nhẫn chờ đợi. Chứng kiến nó thi đấu ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ có thể thốt lên rằng, lạy đức mẹ lòng thành, thằng bé thi đấu tốt quá. Giá như tôi có thể dự khán trận chung kết Champions League, thực sự, thằng bé xứng đáng với điều đó sau những gì nó đã trải qua. Tựu chung lại, nó là một thằng bé có trí kiên nhẫn, điều mà rất ít cầu thủ trẻ có được.